Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu touring full carbon, model GD Time full carbon bên Yamaha mới về. Thì cái mẫu GD Time là một cái thương hiệu đến từ Mỹ, và trước đây cái video trước em đã từng giới thiệu qua cho các bác về những cái mẫu GD Time của dòng xe đua. Thì nay em về được một mẫu dòng road bike full carbon với cái tông màu đỏ đen và trắng trên khung xe rất nổi bật. Và cho bác những người thích cái dòng tay ngang cần khung nhẹ thì lai em về một chiếc. Và bây giờ xin mời các bạn phải đi chiếc xe. Vâng, thì như ông biết thì cái mẫu GD Time bên em đã về rất là nhiều trong thời gian vừa qua, nhất là những về dòng xe đua và dòng địa hình touring. Theo cái mẫu GD Time thì cái dòng xe GT GTM thì GD Time cũng là một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng bên thị trường châu Âu. Nhưng mà bên em mang về rất là nhiều mẫu GD Time này rồi, khung carbon được chạy dây trên khung xe. Rất tiện lợi cho các bác sử dụng điều chỉnh. Tổng thể xe đánh giá nó rất là đẹp. Bởi vì xe qua quá trình sử dụng có một vài vết xước nhỏ li ti trên khung xe thôi, không phải đánh khỏi rồi. Khung carbon phốt ghi đông nhôm, cho sử dụng với tay bấm xả chính hãng của Shimano, trang bị với 8 tầng lip. Đằng trước sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Bên phải em sử dụng với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano. Sử dụng đằng sau là sử dụng cụm phanh dầu thủy lực của Shimano. Càng carbon càng gặp bon. Sử dụng vành nhôm 2 lớp M70. Kích thước lốp là 26 x 1,6. Lốp 26. Bản lốp to hơn cái mẫu touring thông thường, rất tiện lợi cho các bác đi những cái cung đường mà không được. Đùi đĩa Shimano 3 tầng đĩa, đùi đĩa Shimano Antut, trang bị với 8 tầng lip Shimano, lip trắng Shimano. Cọc yên nhôm, yên xe một vài vết xước nhỏ trên yên, mà yên rất là tốt. Đây là cái mẫu GD Time mà trước đây em đã giới thiệu cho các bác qua những cái video trước đây, là những mẫu dòng xe đua. Đây em về một chiếc dòng xe touring full carbon, khung và càng là carbon. Bây giờ chúng ta chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 48, tức là size S. Chiều cao ngang là size 54. Chiều cao các bác là từ 1m6 đến tầm 1m7 đổ lại đi vừa. Nhà chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị với 8 tầng lip, lên lip lên. Và khởi động rất là mượt mà, thân thu lắm nhá, xuống lip rồi. Bên trái em phải em bên trang bị với 3 tầng đĩa, đùi đĩa Shimano, xuống đĩa. Lên đĩa. Rất là bon xe.
Vâng, đây là đánh giá tổng thể xong mẫu Touring GT Time full carbon. Và xe giá rất bên em là 8,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Và còn tôi mình lại qua Zalo 0975 709 943. Còn nếu chúng tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Và các bạn chờ ngày mai.